Bạn chưa tìm được người yêu ư? Bạn muốn thấu hiểu phụ nữ hơn ư? Bạn muốn bắt chuyện với những người phụ nữ một cách dễ dàng hơn ư? Thậm chí, ngay cả khi bạn muốn chinh phục tất cả những người phụ nữ trên đời. Câu trả lời đều là, điều đó chẳng có gì khó cả. Trong thời buổi này, chỉ từ vài chục ngàn đến 100 ngàn, hoặc thậm chí một lượt bấm chuột xem miễn phí, bạn sẽ có trong tay những bí kíp nghe kêu như chuông. Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong ước, hay giải mã bí ẩn phải đẹp. Với giá rẻ, đôi khi là cho không. Đó là những bí kíp hứa hẹn với bạn về tương lai cơ gái dễ dàng hơn, rộng hơn, là dạy cả cách làm đàn ông chuẩn mực. Dù mang nhiều tên gọi như là Pickup Art hay là Seduction Art, những bí kíp này na ná nhau với hạt nhân xoay quanh là một thứ văn hóa đại chúng mang tên Alpha Male. Lăm le xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 90 trên diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online với cái tên là Bí Kíp Quaker. Cho đến nở rộ quãng 2012 với Alpha Art, cho đến nay thì những Đôn Hoan Đểu và Casanova nhái đã nhan nhản ngoài đường. Alpha Male là thuật ngữ của văn hóa đại chúng và chẳng có định nghĩa cứng nào cho nó cả. Từ ngữ này lấy từ sinh vật học, chỉ những con đực đầu đàn khỏe nhất, do đó nó sở hữu địa vị, thức ăn, chỗ ở tốt nhất. Đặc biệt hơn cả là con đực ấy được phủ cái với mọi con cái mà nó muốn. Phần này là phần đáng quan tâm nhất. Không có nhiều bằng chứng khoa học ở một thứ văn hóa đại chúng này. Alpha Male dựa vào những lý thuyết nhị nguyên sơ sài như là não trái, não phải, nam tính, nữ tính, alpha, beta cùng lớp đường ngọt bao bọc rằng sẽ giúp bạn được giao cấu với mọi cô gái mà bạn thích. Đường ngọt hồng phấn cho nam giới. Alpha Male bắt đầu bằng những lý thuyết dễ hiểu và nhị nguyên đến ngây ngô về phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ sống bằng cảm xúc, phụ nữ get logic, phụ nữ thích thất thường, phụ nữ thích bị thống trị, phụ nữ thích trai phũ, phụ nữ khinh trai tốt. Hay là đàn ông cần kìm nén cảm xúc, đàn ông cần lý trí, đàn ông cần kỹ năng kéo, đẩy, pull và push. Đàn ông cần thống trị, đàn ông cần kỹ năng bỏ rơi. Và đặc biệt, bạn, người đàn ông là món quà tuyệt vời, cô gái chê bạn tức là đã dại dột bỏ đi món quà. Thứ tư duy vuốt ve tinh thần thường gặp ở những sách self-help. Nền móng cho mớ lý thuyết trên là thuyết tiến hóa, bởi rằng từ nghìn xưa, đàn ông đi săn bảo vệ phụ nữ trong hang, vân vân và vân vân. Tất nhiên là cái cơ sở ấy chẳng có giá trị gì cả, ngoài một trò hề. Kiến thức sơ đẳng về tiến hóa là nó được đi cùng với chọn lọc tự nhiên. Nhưng chọn lọc tự nhiên từ rất lâu rồi đã bị cản trở bởi y học nói riêng và mô hình nông nghiệp của con người nói chung. Nguồn gen ngày nay là hỗn độn, thế nên để đi đến một kết luận đơn sơ như trên, dứt khoát, hoặc là hoang tưởng, hoặc là ít học. Và nếu như trước đây, đàn ông, phụ nữ là bí ẩn và con người cần phải tìm hiểu nhau bằng sự chân thành và lâu dài để đi đến tình yêu, thì bây giờ, vô số những bí kíp nhằm bóc trần hai phái với niềm tin mãnh liệt rằng điều đó đã là chuẩn rồi và chỉ việc áp dụng và thực hành. Nếu như bạn là một cái búa, thì tất thảy những thứ bạn nhìn cũng sẽ là những cái đinh. Cách giải quyết vấn đề như vậy cũng tiện, chỉ cần giơ búa và đập. Nhưng tác hại là đôi lúc bạn có thể nhầm, chẳng hạn như đập nhầm một quả bom. 1. Có chắc phụ nữ sống nặng cảm xúc hay không? Có thể 10 cô là thế, nhưng cô thứ 11 lại coi trò pull và push của bạn là trò hề. Cô ấy thích triết học, thích logic, còn bạn là một thằng hề với những câu đùa được dùng lại đến lần thứ N. Vậy việc của bạn là gì? Đầu tiên, tiếp tục tung ra mọi bí kíp. Nhưng bao nhiêu lần là đủ, trong thời gian bao lâu là vừa, và hơn hết, bí kíp này có thật là hiệu quả hay không? Nhưng những điều này, những alpha men cũng là những người dạy cho bạn, không trả lời được. Nghi vấn không được khuyến khích ở đây, bạn chỉ cần tin và thực hành và nôn ra tiền học. Bạn tung ra kỹ năng take away, một lần bỏ đi và không lần trở lại. Liệu bạn có biết mình đang sai ở đây không? Hay bạn sẽ ve vuốt tinh thần rằng cô gái chê bạn tức là dại dột bỏ đi một món quà? Làm thế nào để biết sau khi bạn vừa tung ra một mẫu câu làm quen đầu tiên, cô ta đã khinh bạn rồi? Nhưng nghi vấn không được khuyến khích ở đây, bạn chỉ cần tin và thực hành, đồng thời là nôn tiền học ra. 2. Nếu như bạn khác hoàn toàn với tiêu chuẩn alpha. Bạn là người thích chiều lòng phụ nữ, bạn không thích bon chen, kéo và đẩy. Bạn yêu cô gái và muốn nói thật như vậy, nhưng alpha dạy bạn, kẻ nào yêu nhiều là kẻ đó thua.
Bạn thật thà có sao bộc lộ vậy, nhưng alpha dạy bạn lúc nào cũng phải có vẻ tự tin, cứng rắn, lúc nào cũng phải kìm nén cảm xúc. Vậy bạn nên làm gì? Alpha male là thứ lý thuyết kỳ thị giới tính và gò ép mối quan hệ vào một thứ hoang đường. Nó mang định kiến về giới tính vô cùng, nhưng luôn bọc đường rằng tôn trọng phụ nữ. 3. Một thế giới phân cấp alpha và beta. Anh là alpha, kẻ thống trị, hoặc là beta, kẻ bị trị. Một xã hội phân bậc đáng khiếp như tiểu thuyết Brave New World của Aldous Huxley. Xã hội này đánh giá đàn ông bằng khả năng quyến rũ đàn bà, và tất cả đàn ông đều có một mối quan tâm là lên giường với đàn bà. Tất cả quay cuồng trong hạt nhân đó. Con người lúc này cũng như một con vật, cả đời kiếm ăn, tìm mận tình và phối giống chỉ bằng cách thức tinh vi hơn mà thôi. Bạn thích tán gái, cuộc đời bạn đầy gái đẹp và nhiều tiền, và mỗi tuần có một cô bạn gái, bạn là alpha. Bạn không thích tán gái ư? Bạn thích ngồi một mình đọc sách? Bạn thích một mình vẽ tranh? Bạn thích suy tư ư? Bạn là beta. Tư duy mần dầu, phiên bản mần gái. Cũng là loại tư duy self-help như dạy bạn làm giàu. Giữa alpha male và dạy làm giàu có điểm tương đồng, cùng buôn mảnh vẽ về siêu năng lực. Nếu dạy làm giàu hứa hẹn một tháng hàng triệu đô, thì alpha hứa hẹn về mọi cô gái. Tình yêu giờ đây cũng như thương trường, tức là cạnh tranh dẫm đạp lên đối thủ, cốt sao có nhiều lợi nhuận nhất. Đối thủ chính là cô gái mà bạn theo đuổi. Cuộc hẹn hò với nỗi lo âu thường trực rằng bạn sẽ bị người kia bỏ rơi, làm bạn dở mưu mẹo tâm lý và lạm dụng nó. Giờ đây, mục đích tình yêu chẳng phải là để hoàn thiện con người, mà là làm sao để cho người kia yêu mình hơn. Tất cả các cô gái chỉ là những con cá, việc của bạn là chọn mồi câu thích hợp. Trong thế giới đó, con người xô bồ, ích kỷ và tàn nhẫn. Những mối tình nguyện chết vì nhau như Romeo và Juliet là ngốc nghếch. Romeo là một chàng trai beta hạng bét. Juliet là một cô gái dại dột khi đã chết theo người tình. Tình yêu của alpha phải không được hết mình, chí ít là đừng bộc lộ hết mình ra. Đàn ông, thay vì thể hiện mình bằng kiến thức thì bằng mưu mẹo và sự bẻ mép. Với barem là sự tự tin, thống trị và kìm nén, với mục đích là lên giường sau khi đã dày vò cảm xúc người yêu của mình. Những alpha male không khiến bạn câu được những cô gái có tư duy cao hơn những tư duy tạo ra alpha male. Nó khiến bạn dày vò những cô gái ngây thơ và làm trò hề trước những cô gái giỏi. Còn bạn thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra, mà mãi mãi tin tưởng rằng cô gái ấy từ chối mình thì là cô ấy ngốc. Nếu nhận ra, hiếm ai sẽ theo đuổi thứ lý thuyết độc hại và lố bịch này. Và đó là suy nghĩ của bọn mình cùng tác giả Thô Nát. Các bạn có đồng ý hay phản đối thì hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Pink Dot, còn đây là Spy Room. See ya!